Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Liên quan đến những ồn ào xung quanh Hoa hậu Hương Giang cùng với anti-fan, sau rất nhiều những ý kiến trái chiều về hành động chất vấn anti-fan cũng như là mời công an vào cuộc để giải quyết, mới đây thì Hương Giang đã đăng tải bức tâm thư dài, trong đó đáng chú ý là lời xin lỗi cô gửi đến khán giả sau chuỗi ngày ồn ào vừa qua. Những ngày gần đây, diễn biến trong drama của Hương Giang và anti-fan đã khiến dân tình dành sự chú ý. Đáng chú ý hơn cả là vào tối ngày 31 tháng 10, Hương Giang còn tung clip gần 18 phút đến tận nhà đối chất, sau đó thì hóa giải hiểu lầm với anti-fan, khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không ít khán giả đã đưa ra ý kiến cho rằng Hương Giang và ekip đã dàn dựng clip gặp mặt anti-fan vì có quá nhiều điểm đáng nghi. Và để chứng minh những thông tin trên là sự thật, đại diện của nữ ca sĩ đã cung cấp biên bản ghi lại toàn bộ sự việc cô đến tận nhà để đối chất với anti-fan tên V, mặc dù tên nhân vật đã được thay đổi. Theo thông tin trong biên bản, vào ngày 28 tháng 10, Hương Giang tên thật là NT Hiếu, sinh năm 1991 và anti-fan tên V ở cùng tòa chung cư đã có buổi hòa giải trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Trong biên bản, anti-fan V thừa nhận hành vi dùng lời lẽ khiếm nhã, có phần cảm tính để xúc phạm danh dự của Hương Giang trên mạng xã hội. Sau khi cả hai phía trình bày ý kiến, anti-fan V và Hương Giang đã giải quyết sự việc êm xuôi, đồng thuận hóa giải hiểu lầm. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng tình từ phía khán giả, cách giải quyết này của Hương Giang lại vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều và càng khiến cơn bão dư luận đổ dồn về phía Hương Giang gay gắt hơn. Cho đến tối qua ngày 3 tháng 11, Hương Giang đã đăng tải bức tâm thư dài để khép lại mọi lùm xùm trong thời gian vừa qua. Theo đó, cô mong mọi người hiểu mình chỉ lên tiếng để tránh sự miệt thị, xúc phạm chứ không yêu cầu bất cứ ai không được ghét mình. Đồng thời, Hương Giang cũng cho biết, từ giờ phút này cô sẽ sống chậm lại để nhìn nhận lại bản thân mình. Cô liên tục gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã xuất hiện quá dày đặc trên truyền hình, vì đã chưa trở thành một nghệ sĩ toàn diện và xin lỗi vì đã làm những người yêu thương cô cảm thấy thất vọng. Cuối cùng, Hương Giang cho biết cô sẽ ẩn mọi bài viết không tích cực mà mình đã đăng tải để khép lại câu chuyện lần này ở đây. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về những chia sẻ này của Hương Giang thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày.